chúng ta sẽ lên chiến lược xây dựng một chuỗi homestay. Tham. Người đồng bào chúng ta tắm nắng để có làn da rám nắng, đen thui, dễ thương, để đeo vàng cho nó đẹp. Rồi chúng ta sẽ chặt cuội để có một cơ thể cường tráng, cơ bắp săn chắc. Bây giờ anh vào rừng hái lá chè vàng về. Tôi sẽ cân nhắc việc đưa anh đến gặp già làng để thuyết phục làm homestay. Tôi nói được, tôi làm được nha. Nhưng mà cái mùa này á, lá chè vàng hiếm lắm, nó giống lá ngón. Mà tùng mà ăn phải á, rất là nguy hiểm. Tùng là người thành phố mà, đâu có phân biệt được.